nhảy quá. Nani? Lại bị phạt. Giải nhất thơ tuần này thuộc về đồng chí Bảo. Cùng một giờ, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một giọt. Chưa dám hứa về chuyện ngày mai, hay vơ về chặng đường dài. Hôm nay anh bên em thật sự luôn như hôm nay và anh chỉ cần có thể. Nhân dịp năm cũ sắp qua, năm mới cận kề đến, thay mặt phóng biên tập, mình xin chúc cho toàn thể anh chị em trong công ty có một mùa xuân yêu thương, một năm mới tràn đầy hạnh phúc, thành đạt và sức khỏe. Chúc cho công ty chúng ta sẽ ngày càng tiến tới được những sự phát triển và dự định to lớn mà công ty đã đặt ra. Chúc mừng năm mới! Hey, mình đã trở lại rồi này. Với tư cách là một thành viên của phòng biên tập công ty cổ phần Thanh Toán Hưng Hà thì mình xin chúc tất cả các thành viên của HP sẽ có một sức khỏe dồi dào trong năm mới, gặt hái được nhiều thành công hơn. Đặc biệt là tất cả chúng ta hãy cùng đoàn kết để xây dựng được Hưng Hà ngày một phát triển hơn nhé.
Vậy là năm 2020 sắp qua, chúng ta chào đón một năm 2021 đầy những cơ hội mới mẻ. Em xin chúc cho công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Chúc cho toàn bộ thành viên của HHP luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc mừng năm mới!